Ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN 19, Olympic Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-4 trước Iran. Kết quả này đẩy đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào thế khó khi phải đại chiến với Olympic Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Olympic Iran gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp khi chỉ gặp Olympic Mông Cổ. Kết quả này khiến báo giới Iran vô cùng vui mừng. Tờ Iron có bài viết Olympic Iran chiếm ưu thế sau chiến thắng trước Olympic Việt Nam. Một bước tiến dài, tờ báo này viết chiến thắng của Olympic Saudi Arabia trước Olympic Mông Cổ càng làm tăng thêm tính chất quyết định ở trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, Olympic Iran đã thể hiện sự vượt trội trước đối thủ và dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 4-0. Đội bóng Reza Inayati trình diễn cho khán giả bữa tiệc tấn công đẹp mắt và kiểm soát thế trận. Olympic Việt Nam gần như không thể tiếp cận khung thành. Chiến thắng này giúp cho Olympic Iran gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Reza Inayati đứng đầu bảng B với 4 điểm và chỉ gặp Olympic Mông Cổ ở trận đấu cuối. Tờ Tasnim News khẳng định Olympic Iran đã nhẹ gánh trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng B. Với ngôi đầu bảng và chỉ gặp Olympic Mông Cổ ở lượt trận cuối cùng, Olympic Iran rộng cửa đi tiếp. Trong khi đó, Olympic Saudi Arabia phải tử chiến với Olympic Việt Nam để giành tấm vé tiếp theo. Bình luận về trận đấu, tờ Tasnim News cho rằng đội nhà chơi tấn công đẹp mắt và không cho Olympic Việt Nam cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, tờ Menu khẳng định những bàn thắng của Olympic Iran trong trận đấu này khá dễ dàng. Cánh cửa đi tiếp mở toang trước mắt đội bóng Tây Á. Một tờ báo khác của Iran là Khabar Zatit, một chiến thắng đầy hy vọng của Olympic Iran. Họ cho rằng chiến thắng trước Olympic Việt Nam giúp cho Olympic Iran tự tin vào sức mạnh và khả năng thành công ở ASEAN 19. Trong khi đó, Olympic Việt Nam buộc phải chiến đấu với Olympic Saudi Arabia để tìm cửa sống. Theo lịch, hai trận đấu cuối cùng ở bảng B ASEAN 19 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Saudi Arabia, Olympic Iran và Olympic Mông Cổ cùng diễn ra vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 9.